Đây là mềm Studio 5000 ha. Mở lên. Đúng không? Mở bất cứ file nào cũng được. Cái này đi. Nhấn đập vô. Nó hiển thị cái này. Mình còn là 3 ngày đúng không? 3 ngày 9 giờ là hết hạn. Thì kệ nó, mình mới chọn gì nó vô được à. Xong vô trong này nè, vô trong ở ở đây OC của mình là OF á. Xong chọn program data ha. Xong chọn tiếp là Rockwell Automation. Rồi chọn tiếp là Factory Talk Activation. Đó, ở trong này nè. Mình chọn hết tất cả các file đi. Ctrl A đi. Chọn hết. Xong rồi nhóm xóa đi. Đó, sau khi nhớ ha, vô trong program data Rockwell Automation rồi Factory Talk Activation ha. Đó, sau đó mình tắt mở lại coi thử nó hiển thị cái gì. Rồi, mở lại. Rồi mình sẽ mở lại. Thì cái này mỗi lần mình sử dụng xong cỡ khoảng vài phải làm lại như thế này, mình ok đi không sao. Nè đó, sau khi mở lại nó sẽ hiển thị mình có được thêm 7 ngày ha. Đó, khi nào mình xóa cái file đi thì mình có thể sử dụng thêm 7 ngày nữa. Đó, thì cứ 7 ngày sau mình cứ vô trong đó. Xong rồi mình xóa file đi, mình sẽ sử dụng tiếp 7 ngày. Cứ như vậy mình sẽ sử dụng được cái phần mềm này free.